Liên quan đến việc một nạn nhân tử vong với thân thể không nguyên vẹn được phát hiện trong một quán ăn ở Hải Phòng, nghi phạm được xác định là nhân viên quán ăn và người này sau đó cũng đã tử vong. Mới nhất, hàng xóm của nghi phạm đã tiết lộ bí mật về quan hệ không trong sáng của nghi phạm và nạn nhân. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin ngay sau đây. Ngày 22 tháng 7 có lẽ là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của chị V, 27 tuổi. Khi đến quán ăn của gia đình, chị đã phát hiện mẹ ruột tử vong trong tình huống vô cùng thương tâm. Cụ thể, vào chiều 22 tháng 7, tại căn hộ dùng làm quán ăn mang tên Đại sư Huỳnh Quán, nằm trong khu nhà Tinh Thành Quốc tế, thuộc khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiên Ngàn. Chị về phát hiện mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Hắc, 54 tuổi, thường trú ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, tử vong, thân thể không còn nguyên vẹn. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Trần Văn Hắc, 60 tuổi, trú quán tại xóm 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Là người làm công tại quán Đại sư Huynh Quán và cũng là bạn trai của nạn nhân. Thông tin ban đầu xác định, trước khi xảy ra vụ án mạng, buổi tối đóng cửa hàng, nạn nhân Nguyễn Thị Hát đã cùng Trần Văn Hắc ở lại trong quán. Và cho đến chiều hôm sau, 22 tháng 7, chị V là con gái nạn nhân, đến mở cửa để chuẩn bị bán hàng thì phát hiện mẹ mình đã bị sát hại. Trần Văn Hát cũng được xác định đã từng có hai tiền án tiền sự, đã ly hôn vợ, sống cùng mẹ già 80 tuổi tại quê ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên. Hàng xóm của Trần Văn Hát cho biết, có thấy nạn nhân Nguyễn Thị Hát đang sống đơn thân về nhà nghi phạm sinh sống như vợ chồng. Trong sinh hoạt hàng ngày, giữa nghi phạm và nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần xảy ra cãi nhau, xô xát. Theo đó, thời gian gần đây, bà Hát về quán của con gái tá túc phụ giúp bán hàng được vài ngày sau, nghi phạm Trần Văn Hắc cũng tìm sang để xin làm nhân viên phục vụ tại quán này. Sau khi xác định được nghi phạm, cơ quan công an đã huy động lực lượng truy tìm và phát hiện Trần Văn Hắc đã bỏ trốn lên một chiếc thuyền của gia đình đang neo đậu trên địa bàn của xã Hoàng Động. Từ thông tin thu thập được và hiện trường nghi phạm Hắc tử vong, theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, sau khi lên thuyền, Hắc đã dùng kích điện đánh cá để tự kết liễu sau đó chiếc thuyền do không có người điều khiển nên đã tự trôi đến địa phận xã an hồng liệu những mâu thuẫn thường ngày có phải là lý do để nghi phạm ra tay sát hại người tình giả mang hay còn ẩn chứa bí mật nào khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc này để gửi đến cho tất cả quý vị